26 màu trắng ngọc trinh. À, một vài những phát ngôn gây sốc trong thời gian vừa rồi. À, chia sẻ với anh chị rằng là đây là chiếc xe Vios 2016. Máy cũ và nó là một chiếc xe khá đẹp. Thời gian vừa rồi thì các bác có thể thấy rằng là màu trắng thời điểm này em lại đang có rất nhiều người hỏi và đang rất hot anh chị ạ. Vừa về ngày hôm qua, đầy đủ tính năng và là một chiếc xe khá đẹp. Chưa dọn gì nhá. Thấy không? Chủ rất thích, là một người rất thích chăm xe và rất thích độ. Toàn bộ đèn LED được gắn phía đít, la răng, dán sườn. Và đây là một chiếc xe anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy, không có dọn tẩy gì hay không có dịch vụ gì cả, trần bọc túi bóng anh chị nhá. Cũng như em đã nói chuyện với anh chị rằng là trong khoảng thời gian qua thì rất nhiều những con xe taxi dịch vụ đã được dọn lên để bán. Và khi chúng ta nhìn thấy những chiếc xe như vậy thì chúng ta sẽ biết ngay là xe dọn hay không. Đầu tiên ấy, anh chị có thể thấy rằng là chủ độ của màn hình khá là tuyệt vời. Có sim đấy, màn hình là màn hình độ nhá. Được rồi, sim tháo rồi, chắc là phải lắp một cái sim mới vào đây. Chiếc Vios này là một chiếc xe mà cực kỳ đẹp, không dịch vụ, không có lỗi gì. Máy zin. Đã nắng thì lại còn là màu trắng. Máy zin anh chị ạ, zin 100% luôn. Răng giật zin tuyệt đối, máy mới. Dòng máy này thì chạy có vẻ là êm hơn, gần ít hơn. Và có vẻ như là tăng tốc thì mạnh hơn một chút xíu so với máy thông thường. Không có một ốc nào tháo. Và chạy thì khá mạnh. Hôm qua chạy cùng với lại Sedento, em mới đạt đầy đủ những điều kiện và tốc độ. Hai chiếc xe này, chưa nói chia sẻ với chị rằng là thời điểm vừa rồi em về toàn những dòng xe lướt lướt và xe cực kỳ đẹp. Đây là cái video làm ngắn để chia sẻ với anh chị với dòng xe Vios 2016 này thôi. Và cũng mong muốn giới thiệu một chiếc xe này đến với bà con để cho anh chị nếu như đi gia đình có thể tham khảo. Hoặc là nếu như anh chị cần tôi tư vấn bất kỳ điều gì, anh chị có thể ebook gọi điện trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Thì em có thể tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là cả về giấy tờ, về an ninh, về thủ tục, về các thông số, về kỹ thuật và những bệnh thường gặp. Bên cạnh đó thì cũng có thể chia sẻ cho anh chị thêm, đó là về các dòng xe mà có bị lỗi, có bị ngập nước hay là nó còn những lỗi khác hay không. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị một ngày mới vui vẻ hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo. Vâng, và nếu như anh chị mà có cái nhu cầu về các dòng xe hoặc là nhu cầu tìm hiểu về xe thì anh chị có thể đăng ký vào kênh, theo dõi vào kênh hoặc có thể comment, có thể bình luận. Và anh chị có thể kích vào đường link bên dưới hoặc có bên cạnh đó anh chị có thể là vào cái trang fanpage trên Facebook, đó là Ô tô Lê Mạnh. Thì anh chị có thể là theo dõi và anh chị có thể là xem các dòng xe bên đấy, và cần tư vấn bất kỳ điều gì thì anh chị có thể gọi điện, bốc máy lên số điện thoại ở trên màn hình. Chúng ta sẽ... em sẽ tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.